Chào các em học sinh đã đến với khóa học ôn tập kiến thức lớp 9. Qua hai bài giảng lần trước, chúng ta đã được làm quen với một số hệ thức lượng trong tam giác vuông. Các hệ thức lượng này thì thường nói về mối quan hệ giữa độ dài của các cạnh của đường cao hoặc là hình chiếu. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu về một đối tượng cũng thể hiện mối liên hệ giữa các thành phần trong tam giác, đó là tỉ số lượng giác của góc nhọn. Đây là một khái niệm khá là mới. Trước đó thì các em hãy chú ý lên màn hình, cô có hai tam giác. Tam giác này, cô xét góc này, và tam giác này, cô xét góc đây. Sau đây, chúng ta sẽ cùng đi xác định một số yếu tố có liên quan tới từng góc nhọn trong tam giác vuông. Đầu tiên, ta đều biết hai tam giác vuông này có đây và đây là các cạnh huyền. Cạnh huyền là cạnh lớn nhất trong tam giác vuông. Tiếp theo, ở trong tam giác phía bên phải, cô xét góc này, thì cạnh này sẽ là cạnh đối của góc đó. Các em hãy nhìn sang bên này. Thế nếu như cô xét góc này thì đâu sẽ là cạnh đối? Chúng ta sẽ thấy ngay cạnh phía dưới sẽ là cạnh đối. Tiếp tục, xét góc này thì cạnh góc vuông còn lại sẽ là cạnh kề. Chúng ta thấy nó kề với cả góc này. Nhìn sang bên này, các em sẽ có thể xác định được ngay cạnh phía dưới sẽ là cạnh kề của góc này. Như vậy, trong một tam giác vuông, tùy vào việc mình xét cái góc nào thì mình sẽ có những cạnh đối, cạnh kề tương ứng. Tại sao chúng ta lại phải đi nghiên cứu về cạnh đối, cạnh kề hay cạnh huyền trong tam giác vuông? Bởi vì muốn xác định tỉ số lượng giác của một góc nhọn, chúng ta phải dựa vào tỉ số giữa cạnh kề, cạnh đối và cạnh huyền. Để biết cụ thể hơn thì chúng ta sẽ vào phần khái niệm như sau. Trên thực tế thì các em đã được nhìn thấy tỉ số lượng giác trên một đồ vật rất là quen thuộc, đó chính là chiếc máy tính. Thì ở đây tỉ số lượng giác của chúng ta chính là ở các nút sin, cos, tan và cotan. Như vậy, học về tỉ số lượng giác, chúng ta sẽ phải làm quen với các tên gọi sin, cos, tan và cotan. Sau khi học xong bài ngày hôm nay thì các em sẽ hiểu tại sao ở trên này chỉ có 3 nút sin, cos, tan mà lại không có nút cotan. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghiên cứu khái niệm và các tính chất của tỉ số lượng giác. Phần đầu tiên, khái niệm. Cô có tam giác vuông và xét góc nhọn alpha thì khi đó chúng ta có đây là cạnh huyền, đây là cạnh đối và đây là cạnh kề. Sau khi đã xác định được góc nhọn, xác định được cạnh đối, cạnh kề và cạnh huyền tương ứng thì chúng ta có định nghĩa tỉ số lượng giác của góc alpha như sau. Sin alpha sẽ bằng cạnh đối trên cạnh huyền. Cos alpha bằng kề trên huyền. Tan alpha sẽ bằng đối trên kề và cotan thì bằng kề trên đối. Đó chính là khái niệm của các tỉ số lượng giác. Trong một khoảng thời gian ngắn thì chúng ta thấy khá là khó nhớ. Chính vì thế cô có một bài thơ vui để giúp cho chúng ta có thể nhớ được khái niệm của các tỉ số lượng giác một cách dễ hơn. Bài thơ như sau. Xin đi học, cốt không hư, tang đoàn kết, cô tang kết đoàn. Kem thấy rằng ở đây chúng ta có nhắc tới 4 tỉ số lượng giác và các chữ cái đầu tiên sẽ chính là tỉ số. Ví dụ ở đây là sin sẽ bằng d trên h, tức là đối trên huyền. Tương tự như thế, cos là kề trên huyền, tan là đối trên kề và cotan là kề trên đối. Đó chính là một cách học toán bằng văn và bằng thơ. Các em sẽ rất là dễ dàng để thuộc được bài thơ này. Đó là khái niệm. Để củng cố khái niệm một chút thì các em hãy làm bài tập sau. Viết tỉ số lượng giác của góc alpha. Cô có hình vẽ. Đây là góc alpha với cạnh kề là 4, cạnh đối là 3 và cạnh huyền có độ dài là 5. Chúng ta sẽ cùng tìm sin alpha, cos alpha, tan alpha và cotan alpha. Chúng ta sẽ cùng nhớ tới định nghĩa. Đầu tiên là sin alpha sẽ bằng đối trên huyền và bằng 3/5. Tương tự đối với cos alpha, đối với tan alpha và cuối cùng là cotan alpha. Chỉ cần nhớ được khái niệm thì các em sẽ tính ngay được tỉ số lượng giác của một góc.
Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu sang tính chất của tỷ số lượng giác. Chúng ta vẫn xét tam giác với các cái thông số như bên trên. Chúng ta nhắc lại khái niệm về sin alpha và cos alpha. Nhận xét đầu tiên đó là 0 sẽ nhỏ hơn sin alpha và nhỏ hơn cos alpha. Điều này hiển nhiên bởi vì tất cả các độ dài của chúng ta đều lớn hơn 0. Thêm nữa, hai tỷ số này cũng nhỏ hơn 1 bởi vì cạnh đối và cạnh kề là các cạnh góc vuông, nó sẽ nhỏ hơn cạnh huyền. Nhận xét thứ hai, ta xét tổng sin bình alpha cộng cos bình alpha sẽ bằng cạnh đối bình phương cộng cạnh kề bình phương trên cạnh huyền bình phương. Áp dụng định lý Pythagore, ta thấy rằng đây là tổng bình phương hai cạnh góc vuông, nó sẽ chính bằng cạnh huyền bình phương, và như vậy sin bình alpha cộng cos bình alpha bằng 1. Đây là một hệ thức khá quan trọng, sau này sẽ được dùng rất nhiều. Đó là tính chất liên quan giữa sin alpha và cos alpha. Sau đây ta sẽ tìm hiểu sang tính chất của tan alpha và cotan alpha. Thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu mối liên hệ giữa tan alpha và sin alpha cũng như là cos alpha. Tan alpha thì bằng cạnh đối trên cạnh kề, ta biến đổi nó và nó sẽ chính bằng sin alpha trên cos alpha. Hoàn toàn tương tự như vậy, cotan alpha sẽ bằng cos alpha trên sin alpha. Tiếp theo là một hệ thức khá là dễ nhìn. Tan alpha bằng đối trên kề, cotan alpha lại bằng kề trên đối, như vậy tích của chúng sẽ bằng 1. Tới đây chúng ta nhớ lại lý do là chỉ có 3 nút trên máy tính, bởi vì là khi biết tan alpha thì ta hoàn toàn có thể tính được cotan alpha một cách rất dễ dàng bằng cách lấy nghịch đảo. Đó là mối liên hệ giữa các tỷ số lượng giác của một góc. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu mối liên hệ giữa tỷ số lượng giác của hai góc đặc biệt. Đó là hai góc phụ nhau, tức là hai góc có tổng số đo bằng 90 độ. Các em hãy cùng nhìn lên hình vẽ. Đây là tam giác, cô xét góc alpha và góc beta với các cạnh A, B và C. Đầu tiên chúng ta sẽ thấy sin alpha sẽ bằng A trên C, sin đi học, đây là đối trên huyền. Cos alpha bằng kề trên huyền, tức là bằng B trên C. Tương tự như vậy, ta tìm được sin beta và cos beta. Các em hãy thử nhìn bốn cái tỷ số lượng giác này và thấy chúng có gì đặc biệt hay là có mối liên hệ gì với nhau hay không. Chắc em đều đã nhìn ra sin alpha sẽ bằng cos beta bằng A trên C, và cos alpha cũng bằng sin beta bằng B trên C. Và đó cũng chính là mối liên hệ giữa tỷ số lượng giác của hai góc phụ nhau. Chúng ta có hệ thức. Một cách tổng quát, ta có thể nói rằng đối với hai góc phụ nhau thì sin góc nọ sẽ bằng cos góc kia và tan góc nọ sẽ bằng cotan góc kia. Em cũng cần phải nhớ mối liên hệ này. Đó là khái niệm cũng như là tính chất của tỷ số lượng giác của góc nhọn. Chúng ta sẽ cùng áp dụng để đi làm bài tập. Cho tam giác ABC vuông tại A, biết sin của góc B bằng 3/5. Tính các tỷ số lượng giác còn lại của góc B và từ đó ta phải suy ra tỷ số lượng giác của góc C. Bằng cách cho một tỷ số lượng giác và dựa vào mối liên hệ giữa các tỷ số lượng giác, chúng ta hoàn toàn có thể tính được tất cả các tỷ số lượng giác còn lại. Đầu tiên, người ta cho chúng ta sin B. Giả sử cô muốn tính cos B thì cô nhớ lại sin B và cos B có một mối liên hệ rất là đặc biệt mà chúng ta vừa mới chứng minh. Đó chính là sin bình B cộng cos bình B thì bằng 1. Khi mà đã biết sin B rồi thì chúng ta sẽ suy ngay ra cos B. Sau khi đã biết sin B và cos B, rất dễ dàng chúng ta sẽ tìm được tan của góc B, bởi vì đã có hệ thức tan B bằng sin B trên cos B. Và khi đã biết tan rồi thì chỉ cần nghịch đảo ta sẽ suy ra ngay cotan. Đó chính là sơ đồ để giúp cho chúng ta có thể tính được các tỷ số lượng giác còn lại của góc B. Còn các tỷ số lượng giác của góc C, chúng ta chỉ việc lấy ngược lại. Sin góc B sẽ bằng cos góc C, tan góc B sẽ bằng cotan góc C. Bởi vì góc B và góc C của chúng ta là hai góc phụ nhau. Chúng ta sẽ cùng trình bày bài toán.
Cô nhắc lại sơ đồ. Từ sin B, ta suy ra cos B. Sau đó ta suy ra tan B. Và cuối cùng là cotan góc B. Đầu tiên, chúng ta sẽ tính cos B. Sau khi đã tính được cos B, chúng ta sẽ tính tan B. Và tìm được tan B rồi thì chúng ta chỉ cần lấy nghịch đảo để suy ra được cotan của B. Và rất dễ dàng, ta sẽ suy ra được tỉ số lượng giác của góc C theo mối liên hệ mà cô vừa nói. Bài giảng ngày hôm nay, cô đã nêu ra cho các em khái niệm cũng như là tính chất tỉ số lượng giác của góc nhọn. Các em có thể tìm hiểu thêm các dạng toán khác trên trang OMS dựa vào đường link trên màn hình. Sau khi xem xong bài giảng, các em hãy làm các bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận phía dưới. Nếu như có thắc mắc thì các em hãy đăng ở mục thảo luận. Bài giảng tới đây là kết thúc. Các em hãy nhấn nút theo dõi để nhận được những thông tin sớm nhất liên quan tới bài giảng tiếp theo. Hẹn gặp lại các em!